Ngày thứ hai ngày 28. Đây qua mấy ngày dùng cái bình này. Nghĩa là đổ hai chất A và B, chất axit chanh này. Baking soda này. Đấy, vào cái bình này và cho nước đúng theo thông số của nhà sản xuất như thế này. Ở 400 nọ 400 kia cộng 600 ml nước cân đong bằng cân này. Và đến hôm trước thì có phản hồi lên Tiki là cái van này không hoạt động. Đấy, đến bây giờ vẫn không hoạt động, khí vẫn lên đây. Khí vẫn lên và van nó hoạt động, nhưng không biết là bao nhiêu cân. Mở hẳn to cho mọi người nhìn thấy đấy. Bây giờ mà cái van này là không giống với trên hình ảnh của nhà bán hàng. Đây, cái này đây nó còn có một cái lấy ra đây nữa, nhưng không giống một tí nào. Đấy, cái này để up lên YouTube để cho Tiki kiểm tra và gửi đến nhà bán hàng. Và không hoạt động tí nào, y nguyên mua về nào đấy, như thế. Đấy, tất cả đo bằng cái cân này, chất này đó, một cân không hoạt động. Đấy, xem lại lần nữa này. Đấy. Đấy.